các anh chị đã thành công hơn một nửa rồi các anh chị. Đúng không ạ? Nhớ giúp em nó chỉ có hai chữ thôi. Tôi muốn. Chứ nếu nó là ba chữ là học. Một là tôi không muốn là không nói chuyện rồi. Cái ông tệ hơn nữa là gì ạ? Tôi muốn nhưng là toàn. Đúng không ạ? Bởi vì quay trở lại với một yếu tố đầu tiên với bất cứ ai xây dựng hoạt động kinh doanh này, hãy ghi nhớ rằng là gì ạ? Các anh chị cần phải đầu tư một cách nghiêm túc. Đầu tư ở đây chúng ta không nói đầu tư về tiền. Chúng ta nói về thời gian, chúng ta nói về công sức, chúng ta nói về năng lực, chúng ta nói về sự đầu tư của bản thân của chúng ta để cam kết và chúng ta đang xây dựng một cái điều tuyệt vời hơn bất kể kênh đầu tư nào mà các chị có thể đầu tư. Hãy nhớ là gì? Nếu như chúng ta muốn đầu tư bất động sản, chúng ta muốn đầu tư vàng, chúng ta muốn đầu tư chứng khoán, các chị còn phải đi học mà. Các chị còn phải có thông tin mà. Đúng không ạ? Các chị còn phải nghiên cứu rất nhiều bài bản, rất nhiều những thứ khác nhau này. Nhưng ở đây đó là cái kênh đầu tư mà có thể mang lại không chỉ là gì 1 tỷ, 100 tỷ mà hàng ngàn tỷ của doanh thu cho các chị. Đó là đầu tư cho hệ thống những người tiêu dùng sản phẩm. Khi chúng ta kinh doanh không phải là sản phẩm lớn, không phải là sản phẩm nhỏ, không phải là sản phẩm giá trị cao hay sản phẩm giá trị thấp. Mà khi chúng ta kinh doanh đó là gì ạ? Khi chúng ta nhìn thấy hệ thống tiêu dùng đó nó lớn như thế nào. Và đến bây giờ có thể nói rằng là người Việt Nam gần 90% đang uống sữa, hơn 80% đang sử dụng những thực phẩm chức năng. 100% những người được hỏi thì đều mong muốn khỏe hơn, đẹp hơn. Thậm chí là khi đi nhậu hoặc là khi làm những yếu tố mà không tốt cho sức khỏe vẫn chung nhau sức khỏe, các anh chị thấy không? Đúng không? Nâng ly là chúng ta sức khỏe mặc dù mình uống không tốt cho sức khỏe. Đúng không ạ? Thế thì đó là hệ thống tiêu dùng mà lớn đến mức các anh chị sẽ không thể tưởng tượng được. Và cái yếu tố đầu tiên để chúng ta có thể thành công đó là gì ạ? Tôi phải muốn, tôi phải cam kết, tôi phải biết rằng đây là một cuộc kinh doanh mà do tôi làm chủ. Thành công này phải do tôi. Thất bại này cũng là do tôi, chứ không phải do tuyến trên, không phải do khách hàng, không phải do tôi bị từ chối, không phải là do các kinh doanh này khó quá. Cái kia là Phương. Được không các anh chị? Phương là tuyển dưới của Dương. Cho nên là Dương biết là việc sau hai cái điều chỉnh này, các anh chị nghe ông Dương này ông nói ào ào trên sân khấu, các anh chị ra rất là hào hứng. Về chia sẻ ngay ông hàng xóm, ông hàng xóm nói ngay là công lừa đảo. Thế là tự nhiên năng lượng của con. Thế thì lại phải nhớ đó là gì ạ? Đây là công việc kinh doanh của tôi. Tôi muốn thành công chứ không phải ông hàng xóm muốn thành công. Được không ạ? Nhớ giúp em điều này. Để đời có vả với mình bao nhiêu cái thì mình cũng đỡ được. Được không ạ? Thế là tôi thứ hai. Có thái độ và quan niệm đúng. Cái này các chị sẽ nghe rất nhiều. Trong kinh doanh này, thái độ sẽ lớn hơn trình độ, năng lượng sẽ lớn hơn năng lực. Và những người tự thấy mình đã giỏi rồi ấy, tự thấy mình không cần phải học gì ấy, tự thấy mình cái gì cũng biết rồi ấy, thì sẽ không bao giờ là thủ lĩnh. Hãy nhớ điều đó. Khi các chị đi chia sẻ với bất cứ ai và nghe thấy rằng là gì ạ? Cái này biết rồi, cái này làm mãi này, khổ lắm đói mãi, là xin thưa với các anh chị, không bao giờ trở thành thủ lĩnh trong hệ thống các anh chị. Được không ạ? Bởi vì chia sẻ trong cái yếu tố này có một câu rất là quan trọng. Đó là gì? Một cái người, người ta sẵn sàng là thà người ta vấp ngã trên con đường đúng ấy, còn hơn là họ chạy theo hướng đi sai ấy, mới là người quan trọng trong hệ thống của các anh chị. Được không ạ? Lồng hơn nhiều triết lý một tí, các chị hoàn toàn có thể chụp được sau này, có thể gửi slide cho các anh chị. Đúng không ạ? Nhưng nhớ giúp em những điều này. Bởi vì những người mà có cái yếu tố này, yếu tố là gì ạ? Thái độ của họ nó phải lớn hơn trình độ. Cái năng lượng họ lan tỏa ra nó phải là gì? Thậm chí là vượt qua cả năng lực. Không cần bàn đến năng lực của họ, mà năng lượng của họ phải toát ra như thế nào mới quan trọng cho hoạt động kinh doanh này. Được không ạ? Những người sẵn sàng luôn luôn là gì ạ? Nói có, sẽ tham gia, sẽ sẵn sàng học được cái mới, sẵn sàng mở tư duy của mình ra, mới là những người có thể thành công trong sự nghiệp kinh doanh này. Và đây cũng là cái yếu tố của vì sao tôi nói là gì ạ? Hãy suy nghĩ ít lại. Được chưa ạ? Đây là khoảng lặng cần thiết.
Trước đây các anh chị có buồn ngủ quá không? Một cái phố tay hơi nhỏ anh chị nhỉ? Còn đừng có phố tay lớn thì nhiều diễn giả sẽ máu, nhiều diễn giả sẽ máu nên truyền đạt cho các anh chị được nhiều năng lượng hơn. Đúng không ạ? Đừng phố tay đừng hú quá đi cho máu ạ. Cảm ơn. Tuyệt vời các anh chị. Đó là năng lượng kè vời nha. Các chị nào sẵn sàng tay được thứ ba rồi? Tôi đang ở ngoài. Đấy là Quỳnh Anh. Nhiều người anh chị nào sẵn sàng nghe cái điều thứ ba để chúng ta cần nói. Tuyệt vời các anh chị, đấy máu hơn hẳn. Em lại có thể là cháy với các anh chị. Yếu tố thứ ba đó là gì ạ? Hành động mỗi ngày, PS mỗi ngày, tuyển dụng mỗi ngày, OPP mỗi ngày. Đó là cái yếu tố quan trọng nhất của một nhà phân phối mà muốn thành công. Thì yếu tố này không làm được đâu. Muốn trúng xổ số còn phải đi mua xổ số cũng làm. Muốn thành công mà không làm ba yếu tố này thì không bao giờ thành công. Được chưa ạ? Muốn trúng số phải mua xổ số không ạ? Có mà. Đúng không ạ? Do đó là gì ạ? Hành động mỗi ngày mới quan trọng. Hành động mới quan trọng bởi vì kinh nghiệm của chúng ta có thể tích lũy. Khi không ngừng làm, không ngại sai lầm thì sẽ có kinh nghiệm và chắc chắn lúc đó mới thành công. Bởi vì nghe thủ lĩnh của chúng ta chia sẻ này sẽ rất là thật. Các thủ lĩnh của chúng ta dạy nhà phân phối bên dưới rất là hay. Nhà phân phối hỏi rằng là gì ạ? Theo anh thì đâu là cái kỹ năng trong ba kỹ năng này, đâu là kỹ năng khó nhất, đâu là kỹ năng mà là gì mình phải làm đầu tiên? Em sợ cả ba kỹ năng này. Ông tiến trên chỉ nói đúng một câu sai giờ thôi. Cái gì càng sợ ấy thì càng phải làm, cứ làm sẽ hết sợ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta cứ làm cái điều mà chúng ta sợ ấy thì đến một lúc chúng ta không còn thể sợ nữa, đúng không các anh chị? Do đó là gì? Chỉ có hành động, chỉ có không ngừng làm thì mới có thể tiếp tục thành công. Và cái thứ ba này đấy là gì? Một câu rất ngắn gọn thôi cho cái đồng triết lý vừa rồi. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm. Đúng không các anh chị? Học leadership là như vậy. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị những điều rất ngắn gọn này thôi, nhưng hy vọng rằng là giúp cho các anh chị ghi nhớ một phần nào đó trong đầu. Đó là gì ạ? Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm. Chính xác. Được không các anh chị? Với người tiêu cực thì có một câu khác, hy vọng là các anh chị đừng ghi. Không có việc gì khó cả, chỉ cần bỏ cuộc thế là xong. Đúng không ạ? Nhưng mình là người tích cực thì phải khác. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm, mình chưa làm, mình không dám làm thôi. Được chưa? Cái thứ tư đó là gì? Yếu tố thứ tư này rất là quan trọng này. Tham gia tất cả những buổi sự kiện đào tạo của công ty, bởi vì đây là khi các chị thể hiện rằng đây là kinh doanh của tôi và tôi cam kết với kinh doanh của chính tôi chứ không phải của ai khác hết. Nếu như các chị nghĩ rằng là gì, đây chỉ 9% là kinh doanh của mình thôi, 1% hôm nay không đi học không sao, không đi họp không sao, bởi vì ngày nay hơi ghét việc trên không muốn đi dự, ngày nay không mời ai không đi dự, thì lúc đó là lúc các chị đã chưa tự cảm thấy cái kinh doanh này của mình. Đồng ý không ạ? Bởi vì trong cái việc mà chúng ta đi học này ấy, trong cái việc mà chúng ta đi hội nghị này, trong cái việc mà chúng ta đi đào tạo này, nó giống như là một cái cỗ máy các chị đang chạy ngoài đường. Và đây là cái trạm xăng cần thiết để có thể là gì, lại truyền lại những nguyên liệu, cái nhiên liệu của các anh chị. Và có một câu nói đấy là gì ạ? Trong nhà chưa có gì, bởi vì trong đầu chưa có gì. Dễ nhớ không ạ? Có trong đầu, có trong đầu thì có trong tay, nó đơn giản rồi. Nhưng mà nếu như trong đầu mình không có kiến thức, trong đầu mình không có kỹ năng, trong đầu mình không sẵn sàng để cam kết cái sự kiện kinh doanh này ấy, trong đầu mình không có gì ấy, thì trong nhà mình cũng chẳng có gì cả. Được chưa ạ? Muốn thành công thì trong đầu phải có cái gì đó. Phải có kiến thức, phải có kỹ năng, phải có năng lượng được truyền tải của các thủ lĩnh. Thông qua chương trình Nghĩa Lý Chính Tài, hãy dành một tràng pháo tay cho ban tổ chức ngày hôm nay được không ạ? Hãy dành một tràng pháo tay cho những người tốt, cho tất cả các anh chị đã hỗ trợ cho chúng ta. Bởi vì những người đang mặc đồng phục công ty, những người đứng xung quanh ở đây và hỗ trợ cho các anh chị, họ cũng chính là những nhà phân phối và thậm chí là những thủ lĩnh cấp cao. Nhưng sẵn sàng đó là gì? Đồng hành để giúp cho chương trình huấn luyện này, để giúp mang lại cái kiến thức cho các anh chị. Được không ạ? Cái thứ năm, cái cuối cùng, yếu tố này không cần phải bàn. Được không ạ? Quyết tâm. Nhưng quyết tâm như thế nào là đủ? Quyết tâm như thế nào để chúng ta có thể đạt được cái thành công? Quyết tâm như thế nào để chúng ta có thể là gì ạ? Xây dựng được cái sự nghiệp kinh doanh này thành công? Thì
Thì Dương muốn chia sẻ với các anh chị một cái cụm từ mà gần đây các anh chị sẽ rất hay nghe. Cụm từ này anh chị có hay nghe không? Bởi nãy thấy anh chưa like. Chưa là hôm nào đi làm xong rồi hôm nay nghỉ phép, xong rồi hôm nay là không đến dự sự kiện. Em bận đi chưa lành. Chưa lành những chỗ rách, nhưng mà hóa ra lại toàn là chưa rách, làm đơn rách những chỗ đang lành thôi. Đúng không ạ? Thế câu chuyện chữa lành ở đây, nếu đúng mà tự nhiên vừa đây còn đau lưu lên. Kể cả tháng 3 vừa qua, công ty vừa đưa là thì hàng loạt các chị 5 sao đi chữa lành ở New Zealand về. Và các chị 5 sao đi chữa lành ở New Zealand về, và các chị nói là gì ạ? Tháng 11 này lại phải đi chữa lành ở New Zealand tiếp. Năm nào phải đi chữa lành ở thế giới cả. Nhưng mà để đi chữa lành ấy, thì công việc này là công việc là gì ạ? Là chuyên đi đón nhận những cái câu nói tổn thương, chứ không phải là công việc đi chữa lành. Công việc này đó là gì? Khi các chị càng bị tổn thương, càng bị chê, càng bị nói xấu, và các chị càng vượt qua được ấy, thì các chị sẽ được đi chữa lành ở những kỳ quan trên thế giới. Cho nên là đừng mong rằng phía dưới của mình, đừng mong là khách hàng của mình hãy nói nhẹ nhàng với mình. Ngay chiều nay, ngay tối, ngay ngày mai khi các chị về thị trường, họ sẽ nói rằng là gì ạ? Ủa lại đạt cân. Ủa kè phó nghe rồi, 10 năm rồi. Lại bán thực phẩm chức năng, sao bán gì tốt hơn đi. Gần nữa hả? Nhưng mà cái điều quan trọng ấy, là các chị nhìn thấy rằng là gì ạ? Nếu như mà khách hàng của các chị còn nói như vậy, tức là chúng ta còn cơ hội để chúng ta có thêm thủ lĩnh. Bởi vì khi các chị giúp họ hiểu, thì các chị sẽ có thủ lĩnh. Nhưng mà cái điều đáng sợ nhất các chị biết là gì không? Cái điều đáng sợ nhất là gì ạ? Khi mà xung quanh các chị hỏi ra, ông nào cũng có thể care for rồi, thì lúc đấy là lúc mà các chị sẽ mất đi hàng nghìn thủ lĩnh từ mối quan hệ của họ. Quyết tâm nó dành cho đấy. Đúng không ạ? Hãy về thị trường và nói rằng là gì? Hãy làm tổ thương em đi, để em đi chữa lành. Những người mà người ta đã dùng, đúng không ạ? Đang rất quan tâm. Bởi vì đó mới là điều thể hiện cái quyết tâm của chúng ta. Hãy làm tổn thương rất nhiều vào, bởi vì đây là công việc là gì ạ? Chuyên đi chữa trị tổn thương để đi chữa lành cái tổn thương. Đúng không chị? Mình làm mình suy nghĩ như thế. Thẳng tiến đi New Zealand. Đúng không ạ? Thẳng tiến đi New Zealand. Tháng 11 này khoảng 500 anh em sẽ được đi chữa lành ở New Zealand. Bởi vì đã đi, đã xử lý biết bao nhiêu tổn thương ở bên ngoài, và tiếp tục đón nhận những tổn thương tiếp theo. Chị đang bỏ bao nhiêu tiền? Đúng không chị? Đó là để các chị thể hiện sự quyết tâm. Và lời cuối cùng mà Dương muốn dành cho các chị trong ngày hôm nay đó là gì ạ? Chỉ cần chúng ta làm care for thật tốt, còn lại hãy để care for lo cho các chị.